Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Phan Minh Vlog. Thưa quý vị và các bạn, thông tin tiếp theo vụ án bu cục cọc voi Hồ Duy Hải. Với chương trình hôm nay, chúng ta tìm hiểu lý do tại sao vụ án Hồ Duy Hải chưa được đem ra xem xét, còn vướng mắc trở ngại khó khăn gì chưa điều tra làm rõ được nên vụ án chưa thể đem ra giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, vụ án bu cục cọc voi Hồ Duy Hải không đơn giản giống như những vụ án Quan Sai, Nguyễn Thanh Chấn và Huỳnh Văn Nén. Những vụ án này động cơ gây án là giết người cướp của. Cơ quan điều tra tố tụng đã bắt sai người gây ra án quan. Kết cuộc thì hung thủ ra đầu thú. Mọi việc được sáng tỏ, vụ án được minh quang và được bồi thường. Còn vụ án Hồ Duy Hải, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Động cơ vụ án chưa rõ, chưa có đầy đủ chứng cứ. Hung thủ thì biến mất, không tìm thấy. Chỉ căn cứ vào điều tra, tố tụng và xét xử, xét thấy không đúng theo quy định của pháp luật, có dấu hiệu oan sai, bỏ lọt tội phạm, có dấu hiệu là có một thế lực ngầm chỉ đạo bao che cho hung thủ bắt Hồ Duy Hải thế mạng. Vụ án đã qua 3 cấp tòa xét xử, đẩy vụ án đến kịch trần nhưng vẫn y án tử hình, không có gì thay đổi. Và các phiên tòa chống lại kháng nghị của Viện Kiểm sát, nhất là phiên tòa giám đốc thẩm đã ngồi xổm trên pháp luật, vẫn y án tử hình, công nhận có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án, không cần thiết phải hủy án để điều tra lại. Nhưng vụ án được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiên quyết kháng nghị tiếp, đề nghị xem xét lại quyết định 05 của Hội đồng Thẩm phán tối cao. Qua điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, phát hiện nhiều sai phạm trong tố tụng, cần thiết phải hủy án để điều tra lại. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gửi đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, nội dung như sau. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã gửi báo cáo đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải. Báo cáo khẳng định kháng nghị giám đốc thẩm do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành là đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, có căn cứ và cần thiết. Trước đó, quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao tối ngày 8 tháng 5 đã bác toàn bộ kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cho rằng kháng nghị này không đúng luật và trái thẩm quyền. Kháng nghị có căn cứ và cần thiết. Theo đó, báo cáo này khẳng định kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về vụ án là đúng luật, đúng thẩm quyền và cần thiết. Báo cáo phân tích đây là vụ án giết người cướp của, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo bị áp dụng mức hình phạt cao nhất là tử hình. Nhưng chứng cứ buộc tội chủ yếu là lời khai của bị cáo và không có chứng cứ vật chất trực tiếp. Trong khi lời khai của bị cáo không nhất quán và mâu thuẫn với nhau, lúc thì nhận tội, lúc thì kêu oan, và mâu thuẫn với các tài liệu chứng cứ khác, nhiều tình tiết chưa được làm rõ và nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong quá trình điều tra. Báo cáo cũng nêu những vấn đề chưa được làm rõ như: thứ nhất, việc mâu thuẫn về việc sử dụng thời gian của Hồ Duy Hải thể hiện Hải không có mặt ở bưu cục cầu voi trước thời điểm nhân chứng thường đến gọi điện thoại. Nội dung này rất quan trọng nên phải hủy án để thực hiện điều tra lại. Chưa làm rõ thời điểm chết của hai nạn nhân để xác định Hồ Duy Hải có phải là hung thủ không, nên cần phải hủy án để trưng cầu giám định thời điểm chết thông qua tài liệu khám nghiệm là thức ăn trong dạ dày và dấu vết quen tử thi.
Tiếp theo là chưa rõ cơ chế gây ra vết thương trên cơ thể nạn nhân. Về con dao mà bị cáo mô tả có khả năng gây ra vết thương đó hay không? Điểm nữa là chưa làm rõ được động cơ gây án của đối tượng, vì bản án sơ thẩm và phúc thẩm kết luận về động cơ gây án chưa phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án, bỏ ngoài hồ sơ nhiều tài liệu liên quan như lời khai ban đầu của bị cáo, lời khai nhân chứng, thu giữ dấu vân tay. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng cần hủy án để bổ sung các tài liệu này vào hồ sơ. Báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng những vi phạm trên là vi phạm về nội dung do điều tra không đầy đủ và vi phạm về tố tụng. Vì vậy, đã ảnh hưởng đến giá trị chứng minh của chứng cứ, cần phải điều tra lại để thu thập thêm chứng cứ và khắc phục những thiếu sót vi phạm nhằm giải quyết vụ án đúng pháp luật. Đồng thời, báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng nêu thêm tại phiên tòa giám đốc thẩm, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã kết luận những vi phạm đó chỉ là sai sót về tố tụng và không làm thay đổi bản chất vụ án, là trái nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự như nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc xác định sự thật trong vụ án, nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong hoạt động điều tra, nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung. Những vi phạm nêu trên sẽ tạo ra một tiền lệ hết sức nguy hiểm trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết các vụ án sau này. Đó là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, nhưng vẫn kết luận có tội với lập luận có vi phạm nhưng không làm thay đổi bản chất của vụ án. Quyết định về ân giảm cho tử tù mang tính chất nhân đạo, ngoài việc khẳng định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là cần thiết, báo cáo cũng khẳng định kháng nghị này là đúng pháp luật và đúng thẩm quyền. Về quyết định bác đơn ân giảm của Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng quyết định ân giảm mang tính chất nhân đạo, bởi đơn xin ân giảm hình phạt tử hình là quyền của người bị kết án tử hình, là hình phạt nặng nhất kết thúc cuộc đời họ. Theo viện trưởng, quyền này được trao cho tử tù trong thời điểm bản án tử hình đã có hiệu lực pháp luật. Người bị tử hình có thể xin hoặc không xin ân giảm. Việc Chủ tịch nước quyết định bác hai chấp nhận đơn xin ân giảm không tác động đến tính sai đúng của bản án. Khi Chủ tịch nước chấp nhận đơn ân giảm không có nghĩa là bản án tử hình sai, mà chỉ quyết định có tính chất nhân đạo của Chủ tịch nước ân giảm hình phạt cho tử tù cơ hội sống và hoàn lương. Không có quy định khi có quyết định bác đơn xin ân giảm tử hình thì chấm dứt các thủ tục tố tụng sau này. Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng khẳng định quy định của pháp luật hiện hành không có bất kỳ một điều khoản nào hạn chế quyền kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào ngày 22 tháng 11 2019 căn cứ vào khoản 2 điều 371 và điều 173 của Bộ luật Tố tụng Hình sự về thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Theo đó, việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, kể cả khi người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ. Cho nên, kể cả trường hợp bác đơn ân xá giảm án tử hình của Chủ tịch nước đối với Hồ Duy Hải đang có hiệu lực, kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao theo hướng có lợi cho Hồ Duy Hải có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Về việc hội đồng thẩm phán cho rằng sau khi Chủ tịch nước bác đơn ân xá rồi có công văn yêu cầu hoãn thi hành án tử hình của Hồ Duy Hải thì công văn này là công văn hành chính. Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu rõ, trước khi kháng nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã báo cáo xin ý kiến Chủ tịch nước
đề nghị Chủ tịch nước tiếp tục tạm dừng thi hành án tử hình Hồ Duy Hải để xem xét kháng nghị. Viện Kiểm sát cũng đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch nước giải quyết quyết định bác đơn ân giảm của Hồ Duy Hải để bảo đảm hiệu lực pháp luật khi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành kháng nghị giám đốc thẩm. Sau đó, Văn phòng Chủ tịch nước đã có công văn thông báo ý kiến của Chủ tịch nước nêu đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật đối với vụ án Hồ Duy Hải. Do đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm trong trường hợp này là đúng thẩm quyền theo luật định, thể hiện trách nhiệm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao theo chỉ đạo của Chủ tịch nước là xem xét làm rõ trường hợp của Hồ Duy Hải có bị kết án oan sai không, bảo đảm thận trọng chắc chắn trước khi kết tội và áp dụng hình phạt tử hình với bị cáo. Với quan điểm như trên, báo cáo khẳng định Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm kháng nghị và sẽ kiến nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm ngày 8 tháng 5 theo thủ tục đặc biệt quy định tại Điều 404 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có nhận được đơn kiến nghị của luật sư Trần Hồng Phong, người hỗ trợ pháp lý cho gia đình Hồ Duy Hải. Báo cáo Hồ Duy Hải có tình tiết mới. Căn cứ theo lời khai ban đầu của Hồ Duy Hải ngày 20 tháng 3 2008, với sự động viên của luật sư và gia đình, có 7 nhân chứng chấp nhận đứng ra làm chứng và xác nhận Hồ Duy Hải có mặt trong đám tang ông Hồ Chi, tức ông Tư Lan, từ khung giờ là 19:30 đến 21:00 là khung giờ xảy ra vụ án giết hai nữ nhân viên bưu cục Cầu Voi. Như vậy, đúng như lời khai ban đầu của Hồ Duy Hải, chứng minh Hồ Duy Hải ngoại phạm, tổ điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã vào Long An xác minh các nhân chứng xong, đồng thời báo cáo tình tiết mới này đến các cơ quan chức năng. Trong kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, ông Lê Minh Trí giải trình trước Quốc hội và trả lời một số ý kiến của đại biểu Quốc hội như sau. Đối với nội dung, các đại biểu Quốc hội lưu ý các cơ quan tố tụng chú ý xem xét, xử lý các vụ án bị kéo dài. Các đại biểu Quốc hội có đề cập các vụ án như vụ án của Hồ Duy Hải, vụ án sản xuất phân bón của công ty Thuận Phong ở Đồng Nai, vụ án buôn lậu gỗ cũng như vụ án ra quyết định trái pháp luật. Với trách nhiệm của cơ quan tố tụng, mỗi cơ quan sẽ có phần trách nhiệm giải trình của mình. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, có những việc Viện Kiểm sát đang xin ý kiến của các cấp thẩm quyền. Ngoài ra, có những vụ việc, vụ án đang tiến hành các biện pháp tố tụng điều tra làm rõ theo đúng như luật định. Và khi có kết quả, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ thông tin đầy đủ đến cho các đại biểu quan tâm những vụ án, vụ việc cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, như vậy, ông Lê Minh Trí đã trả lời với các đại biểu rằng khi có kết quả sẽ báo cáo đầy đủ cho các đại biểu quan tâm đến những vụ án này. Như vậy, vụ án Hồ Duy Hải là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã kiến nghị lên Hội đồng Thẩm phán Nhân dân tối cao xem xét, họp xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải. Và theo quy định của pháp luật Điều 404 thì Hội đồng Thẩm phán sẽ có thời gian là không quá 4 tháng để xem xét và điều tra những kiến nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Như vậy thì thời gian 4 tháng sắp đã trôi qua, và không quá 4 tháng đó bắt buộc Hội đồng Thẩm phán phải mở phiên họp xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải.
Chúng ta thấy rằng nguyên nhân vụ án chưa được giải quyết và kéo dài trong thời gian vừa qua là theo quy định khi kiến nghị của Viện Kiểm sát gửi đến Hội đồng Thẩm phán tối cao thì mất hết 4 tháng thì Hội đồng Thẩm phán bắt buộc phải ra quyết định xem xét và báo cáo với các ban ngành họp xem xét vụ án. Do đó, hy vọng rằng tình hình vụ án Hồ Duy Hải cuối năm nay, 4 tháng nữa là cuối năm nay, có thể là cuộc họp của Hội đồng Thẩm phán Nhân dân tối cao mở ra mời các đơn vị hữu quan đến để xem xét lại vụ quyết định của Hội đồng Nhân dân, Hội đồng Thẩm phán tối cao. Như vậy, mọi việc sẽ được giải quyết, vụ án Hồ Duy Hải sẽ được sáng tỏ trước những chứng cứ mới cũng như những chứng cứ mà Viện Kiểm sát nêu lên, đó là những sai phạm trong tố tụng và điều tra xét xử. Thưa quý vị và các bạn, nội dung chia sẻ chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm và đồng hành cùng với kênh Phan Minh Vlog. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu quý vị và các bạn có ý kiến gì, mời quý vị comment phía bên dưới để chúng tôi được tiếp thu và học hỏi thêm được về sự hiểu biết pháp luật. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn quý vị và các bạn lại video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.